tất cả các em. Chào mừng các em đến với chương trình học trực tuyến của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Cô tên là Trần Thị Lý Hương, là giáo viên chuyên mỹ thuật của trường tiểu học B Hội An. Hôm nay, cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong tiết học này. Rất mong chúng ta sẽ có một tiết học thật vui vẻ nhé. Bây giờ, các em hãy lấy giấy viết ra để sẵn trên bàn. Chúng ta bắt đầu vào học nè. Đầu tiên, cô sẽ kiểm tra dụng cụ học tập của các em nha. Chúng ta phải có giấy, bút chì, bút màu, các loại thùng giấy, giấy màu xốp, keo hai mặt, vân vân. Để tiết học của chúng ta vui vẻ và hoàn thành tốt, các em chú ý những điều sau. Thứ nhất, ngồi học ngay ngắn, phải nghiêm túc. Thứ hai, chú ý lắng nghe cô giảng bài. Thứ ba, thực hành làm bài tập một cách chăm chỉ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần 1, tìm hiểu. Các em hãy giúp cô quan sát hình ảnh ở phía trên và ghi vào giấy những câu hỏi sau. 1. Nêu tên từng tranh biểu diễn gì? 2. Mỗi bức ảnh chụp hình thức sân khấu nào? 3. Các loại hình trang trí có giống nhau không? Cô xin đọc lại câu hỏi một lần nữa. 1. Nêu tên từng tranh biểu diễn gì? 2. Mỗi bức ảnh chụp hình thức sân khấu nào? 3. Các loại hình trang trí có giống nhau không? Sau khi đọc câu hỏi, cô nhận được một số câu trả lời như sau. Các bạn nói tranh A là múa rối nước, tranh B vui hội trăng rằm, tranh C là lễ kỷ niệm, tranh D cuộc thi đồ rê mí, tranh E là lễ bế mạc, tranh G là sinh hoạt dưới cờ. Vậy bây giờ các em xem có đúng hay không thì chúng ta hãy cùng nhau quan sát đáp án nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau quan sát nhé. A. Múa rối nước. B. Vui hội trăng rằm. C. Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. D. Cuộc thi ca nhạc đồ rê mí. E. Lễ bế mạc trại hè Việt Nam. Và G. Là sinh hoạt dưới cờ. Như vậy, các bạn đã trả lời câu 1 đúng rồi đó các em. Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục trả lời câu 2 nhé. Câu hỏi số 2 như sau. Mỗi bức ảnh chụp hình thức sân khấu nào? Các em nhìn vào hình thì sẽ thấy sân khấu có rất nhiều loại. Ví dụ như là sân khấu của trường học nè, rồi sân khấu biểu diễn ca nhạc, sân khấu hội nghị, sân khấu trang trí vào những dịp lễ Tết, vân vân. Tiếp theo, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 như sau. Các loại hình trang trí sân khấu đó có giống nhau không? Câu trả lời là không. Đúng rồi đó các em, chúng không hề giống nhau. Của ví dụ như sân khấu biểu diễn ca nhạc thì từ rèm màn, bục sân khấu, màu sắc nó phải khác với sân khấu múa rối nước các em à. Như vậy, sân khấu có hai loại hình chủ yếu là: thứ nhất là sân khấu biểu diễn, thứ hai là sân khấu sự kiện. Sân khấu biểu diễn là để cho chúng ta xem giải trí, tạo niềm vui cho các em. Sân khấu sự kiện thì dùng để tổ chức các sự kiện, các dịp lễ quan trọng như là lễ khai giảng, lễ nhà giáo Việt Nam, vân vân và vân vân. Qua những gì các em xem nãy giờ, các em hãy cho cô biết. Thứ nhất, sân khấu là gì? Thứ hai, ở trường em, sân khấu dùng để tổ chức những sự kiện nào? Sau đây, để giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn sân khấu là gì, chúng ta sẽ đi vào phần ghi nhớ. Thứ nhất, sân khấu là nơi biểu diễn các loại hình nghệ thuật như chèo, tuồng, múa rối nước, ca nhạc. Thứ hai, là nơi tổ chức các sự kiện như lễ kỷ niệm, giao lưu, hội thi. Thứ ba, tùy theo mục đích sử dụng, sân khấu được thiết kế, trang trí phù hợp với nội dung của chương trình.
Bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần 2, cách thực hiện. Bước 1, chọn hình thức, sân khấu, chương trình, sự kiện để tạo ra sản phẩm. Chúng ta phải chọn được nội dung, hình thức trước để có định hướng làm sản phẩm, không phí thời gian vào những hình ảnh tạo ra nhưng lại không sử dụng được. Bước 2, tạo hình nhân vật bằng giấy, bìa, đất nặng hoặc từ vật tìm được. Chúng ta thấy hình ảnh bác nông dân và con trâu đã được vẽ và cắt trên giấy bìa cứng. Bước 3, chúng ta sẽ tạo không gian, bối cảnh cho các nhân vật, bục, mái che. Như trên hình chúng ta thấy là một sân khấu kể chuyện đã hoàn chỉnh, bao gồm có những nhân vật như sau: con người, con trâu, cây chuối, cây rơm, vân vân. Bên cạnh đó, để trang trí cho sân khấu được đẹp thêm, chúng ta thiết kế bục sân khấu với những màu sắc bắt mắt. Rèm màn được may khéo léo và treo lên, tạo cho khung cảnh câu chuyện được hấp dẫn hơn rất nhiều. Sau đây, cô sẽ giới thiệu cho chúng ta một số vật dụng tìm thấy được. Thứ nhất là thùng giấy, bao gồm có những loại thùng như thùng mì, thùng sữa, vân vân. Thứ hai, đó là chai nhựa. Chai nhựa cô sẽ cắt bỏ những nhãn hiệu đi, giữ lại những chai không. Thứ ba là những hộp sữa nhỏ mà các em uống. Sau khi vứt đi, chúng ta vẫn có thể tái sử dụng trở lại các em nhé. Được rồi. Sau đây, chúng ta sẽ đi vào phần 3, thực hành. Các em hãy lấy giấy ra và tạo một ngân hàng hình ảnh, trang trí một sân khấu mà em yêu thích. Thời gian thực hành là 15 phút. Trong quá trình làm bài, các em hãy làm bài chăm chỉ và cố gắng hoàn thành bài nhé. Thank you.
Sau khi làm bài xong, các em chú ý nghe cô nhận xét và đánh giá nhé. Chúng ta sẽ đi vào phần 4, đó là nhận xét và đánh giá. Các em hãy giúp cô trả lời hai câu hỏi sau đây nha. Thứ nhất, nhóm nào tạo được nhiều hình ảnh hơn? Thứ hai, các em thấy hình ảnh nhóm nào sinh động, màu sắc tươi sáng hơn? Cô có một số ý dặn dò các em như sau: để tiết học sau được tốt hơn thì các em nên chuẩn bị dụng cụ học tập đầy đủ, xem trước bài mới, đó là tiết 2, tạo hình và trang trí sân khấu. Những em nào ngày hôm nay chưa hoàn thành bài thì các em nhớ làm tiếp tục cho xong nhé. Cô nhận xét tiết học ngày hôm nay như sau: các em học chăm ngoan, làm bài chăm chỉ, cô có lời khen cả lớp nha. Như vậy, tiết học đến đây là kết thúc rồi. Cô hy vọng rằng các em có một buổi học thật vui vẻ và thoải mái. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong tiết học sau nhé.